Xin chào tất cả các anh các chị yêu hoa hồng xinh xắn. Hôm nay em đang đi giao cây hoa hồng cho một bạn. Là bạn cách nhà em khoảng 12 km. Đây là đến đầu đường các bạn. Đoạn đường này thì là con đường mới làm, xuyên qua một làng. Đường làng rất là to, và hai bên đường có trồng hai hàng cây rất đẹp, trồng rất cẩn thận, có cho máy múc bố lên và cho đất màu xuống rồi mới trồng cây, nên tỷ lệ cây giống rất là cao. Không thấy đường ở bên chỗ ruộng gà cho máy múc lên rồi thả cây đã luôn xuống rất nhiều, thì đất toàn khỏi đỏ đá đá vuông nên là cây không lên được. Có những cây lên được nhưng mà mặt đường dưới là gió cái nào là lên rất nhiều. Em nhìn thấy em rất cần thiết. Quyết trồng cây to như thế có đảm bảo an toàn. Vừa rồi có một cây đổ đè vào, nên là khuyên các anh chỉ trồng cây gì vậy, nên trồng cái cây gì cũng nhỏ nhỏ, không cần phải trồng cây to quá. Cây đánh đứt rễ sau bộ rễ nó ăn lại nó không được khỏe như cây ban đầu, nó phát triển cân đối theo cây. Thì bộ rễ ban đầu nó ăn ra nó để nó bám chặt vào lòng đất, bám sâu vào lòng đất thì lại không được giữ lại. Thì cây to như này đánh nó sẽ mất cái bộ rễ ban đầu đi, và bộ rễ ăn ra nó chỉ là chùm, nó không phải là một cọc của một cây được chặt chẽ. Nên là em cũng chỉ là lo lắng cho con đường bị đẹp. Em đến nhà bạn đấy rồi. Mấy chậu mẫu đơn đẹp quá. Mẫu đơn đẹp thế nhỉ, rất xài hoa nhá. Hoa lụ chi chít chỉ chịt luôn ấy. Em và em cũng trồng mẫu đơn. Có anh chị nào ở trong hội có kinh nghiệm trồng mẫu đơn, comment cho em với nhá, để chỉ em cách xem trồng có dễ không. Em nhìn như này là em ham quá. Phía bên kia có cây mẫu đơn đỏ, đỏ đùng, đỏ ối luôn. Bên góc này ít hoa, đang lụ nhiều. Còn phía bên kia, đây, nhiều hoa lắm các anh chị ạ. Đỏ, đỏ rực luôn ấy, hoa to bằng bàn tay xòe. Đỏ lắm, nhìn mê lắm. Hoa em để ở kia, chưa thấy bạn khách ra. Em tranh thủ em quay mẫu đơn nhà bạn ấy. Có anh chị nào có kinh nghiệm là trồng mẫu đơn, nhớ comment cho em nhé. Và nhớ đăng ký ủng hộ kênh cho cây giống hoa hồng nhé. Nhìn thế này là mê lắm rồi. Và muốn làm vài xào mẫu đơn rồi. Nếu mà có không bán được mẫu đơn thì có cái để ngắm.
đẹp lắm các anh các chị ạ. Ở bên ngoài đẹp lắm. Cây to, sum, rộng tầm khoảng 3 mét, 3 mét rưỡi. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi video nhé. Chào tất cả các anh các chị.